Vâng, và thưa quý vị, trước đó vụ việc Hương Giang đi cùng với cán bộ công an phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đến nhà Antifan gây ra nhiều ý kiến tranh luận. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và yêu cầu công an phường này phải báo cáo. Nhiều người băn khoăn về tính xác thực trong nội dung và bức ảnh mà Hương Giang đã đăng công khai trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên thì theo thông tin mà phóng viên Chào Buổi Tối nắm được cho tới thời điểm này, công an phường Thảo Điền chưa xác nhận sự việc nói trên. Vậy pháp luật thì quy định ra sao về quy trình công an tiếp nhận, xác minh và giải quyết tin báo của công dân? Câu trả lời sẽ có trong nội dung dưới đây. Theo đó, cơ quan công an luôn bố trí cán bộ trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận tin báo, tố giác. Người dân có thể đến trụ sở công an trình báo hoặc gọi qua điện thoại. Đối với các tin báo, tố giác thông thường, chỉ huy công an cấp phường sẽ phân loại để phân công lực lượng xác minh giải quyết. Nếu vụ việc nghiêm trọng, cơ quan chức năng cử lực lượng có chức năng điều tra đến hiện trường để làm nhiệm vụ. Theo quy định, Bộ luật Tố tụng hình sự, nếu bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khám xét, thu giữ các tài liệu hoặc điều tra tố tụng đặc biệt thì bắt buộc phải có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân. Dưới góc độ pháp lý, một số luật sư phân tích theo Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan công an không được từ chối tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm đối với các vụ việc xảy ra trên địa bàn quản lý. Đối với vụ lùm xùm liên quan đến Hương Giang thời gian qua, thì giới luật sư cho rằng cần làm rõ người mặc sắc phục giống công an đi cùng Hương Giang đến nhà Antifan là thuộc đơn vị nào. Theo ông, nếu người đó đến để kiểm tra xác minh nhưng không thuộc trường hợp điều tra xác minh, tin báo, tố giác, thì phải làm rõ người đó đi cùng Hương Giang nhằm mục đích gì, có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Vâng, còn cán bộ đó có đi cùng Hương Giang đến nhà Antifan để lập biên bản làm việc thì cần phải làm rõ cơ quan công an địa phương này đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm chưa, có đang thực hiện hoạt động điều tra theo thẩm quyền hay không.